Xin chào tất cả anh chị và các bạn đã đến với kênh chúng tôi. 9XX là nơi chia sẻ về những bài viết hay, có giá trị, đã được rất nhiều bạn đọc, ủng hộ, đón nhận và đánh giá rất cao. Trong chuyên mục ngày hôm nay, chúng tôi xin được giới thiệu về bài viết có tiêu đề Có một loài thất bại gọi là bận rộn một cách mù quáng. Nội dung bài viết như sau. Có một loài thất bại gọi là bận rộn một cách mù quáng. Tại một ngôi chùa ở khe núi, có một lão thiền sư. Ông có một đồ đệ rất chuyên cần, không kể là đi hóa duyên hay là xuống bếp rửa rau. Vị đồ đệ này từ sáng đến tối đều bận rộn không ngừng. Nhưng trong tâm của tiểu đồ đệ này rất mâu thuẫn, vành mắt của cậu càng ngày càng tối sạm. Cuối cùng, cậu không thể chịu đựng thêm được nữa, tìm đến sư phụ. Cậu nói với lão thiền sư rằng, sư phụ con thật sự quá mệt mỏi rồi, nhưng cũng không thấy được thành tựu đâu cả. Rốt cuộc là bởi nguyên nhân gì vậy? Lão thiền sư trầm ngâm một lúc rồi nói, con đem cái bát ngày thường con dùng để hóa duyên lại đây. Tiểu đồ đệ liền đem cái bát ấy đến, lão thiền sư nói, tốt lắm, hãy để nó ở chỗ này. Con hãy đi lấy mấy quả ốc chó đến đựng đầy cái bát cho ta. Tiểu đồ đệ không rõ được dụng ý của sư phụ, ôm một đống quả ốc chó đi vào. Khoảng chục quả ốc chó đặt vào trong cái bát, toàn bộ cái bát đều đã đầy ắp cả. Lão thiền sư hỏi tiểu đồ đệ, giờ con còn có thể cho thêm quả ốc chó vào trong cái bát nữa hay không? Không cho thêm được nữa, bát đã đầy rồi. Nếu cho thêm nữa thì nó sẽ rơi ra ngay, tiểu sư phụ nói. Ồ, bát đã đầy rồi phải không? Con hãy mang một chút gạo đến đây nữa. Tiểu đồ đệ lại mang một số gạo đến, cậu cho hạt gạo vào trong cái tô. Từ những khe hở, không ngờ lại có thể cho được nhiều hạt gạo vào đến như vậy. Cứ cho mãi cho đến khi bắt đầu rơi ra ngoài, tiểu đồ đệ mới dừng lại. Bất chợt giống như ngộ ra được điều gì đó. Ồ, thì ra cái bát lúc nãy vẫn còn chưa có đầy. Lão thiền sư, thế bây giờ đã đầy chưa? Tiểu đồ đệ, bây giờ đã đầy rồi. Lão thiền sư, con hãy lấy một ít nước đến đây. Tiểu đồ đệ lại đi lấy nước, cậu lấy một gáo nước đổ vào trong cái bát, mãi cho đến khi nước trong bát tràn ra. Lần này, ngay đến cả khe hở cũng đều đã bị lấp đầy hết cả. Lão thiền sư hỏi tiểu đồ đệ, lần này đã đầy chưa? Tiểu đồ đệ nhìn thấy cái tô đã đầy rồi, nhưng lại không dám trả lời. Cậu không biết liệu sư phụ còn có thể cho thêm cái gì vào nữa hay không? Lão thiền sư cười nói, con hãy đi lấy thêm một muỗng muối đến đây. Lão thiền sư lại cho muối tan vào trong bát nước, nước không có tràn ra chút nào. Tiểu đồ đệ như ngộ ra điều gì đó. Lão thiền sư hỏi cậu, con nói xem điều này đã nói rõ gì nào? Tiểu hòa thượng nói, con biết rồi. Điều này nói rõ, chỉ cần ta biết khéo léo tận dụng thì luôn sẽ có đủ. Lão thiền sư lại cười, lắc đầu nói, đây vốn không phải điều ta muốn nói với con. Tiếp đó, lão thiền sư lại đổ những thứ trong cái bát kia vào trong một cái chậu. Lấy ra một cái bát trống rỗng, hành động của lão thiền sư khá chậm rãi. Ông vừa đổ vừa nói, lúc nãy chúng ta cho quả ốc chó vào trước, bây giờ chúng ta hãy làm ngược lại. Xem thử sẽ thế nào. Lão thiền sư cho một muỗng muối vào trong cái bát trước, rồi đổ nước vào. Sau khi nước đầy rồi thì cho gạo vào trong cái bát. Nước đã bắt đầu tràn ra ngoài, và trong chén đã đựng đầy gạo rồi. Lão thiền sư hỏi tiểu đồ đệ, con xem bây giờ trong chén con có thể cho quả ốc cho vào được nữa không? Lão thiền sư nói, nếu như cuộc đời của con là một cái bát, khi trong cái bát toàn là những chuyện nhỏ nhặt giống như những hạt gạo, vậy thì những quả ốc chó làm sao có thể cho vào được đây? Tiểu đồ đệ lúc này mới vỡ lẽ ra. Nếu như bạn bôn ba cả ngày, vô cùng bận rộn, thế thì bạn hãy nghĩ thử. Chúng ta làm sao có thể cho quả ốc chó vào trong cuộc đời mình trước đây? Nếu như cuộc đời chỉ là một cái bát, và làm thế nào để tách biệt quả ốc chó và hạt gạo đây? Chúng ta cần cho quả ốc chó vào trong cái bát của cuộc đời mình trước. Nếu không, cả một đời sẽ ở trong những chuyện nhỏ nhặt như hạt gạo, hạt mè và giọt nước. Thế thì ta không thể cho quả ốc chó vào được nữa. Bởi vì quá bận rộn
mà bạn bỏ lỡ những chuyện có ý nghĩa trọng đại đối với cuộc đời của mình. Cái đó gọi là bận rộn một cách mù quáng. Bận rộn mù quáng đồng nghĩa là bạn đang đi đến thất bại. Càng bận rộn, càng nghèo khổ. Càng nghèo khổ lại càng bận rộn. Cuộc đời mỗi người là một cái chén. Nhưng nên cho cái gì vào trước? Cái gì mới là quả ốc chó của bạn? Nếu như mỗi một người đều hiểu rõ quả ốc chó của mình là cái gì, thế thì cuộc sống đã đơn giản nhẹ nhàng hơn rồi. Trên đây là nội dung về bài viết có một loại thất bại gọi là bận rộn một cách mù quáng. Bài viết này đã được chúng tôi tổng hợp từ Facebook và đã được cộng đồng bạn đánh giá rất cao. Đã có hơn 1.000 lượt thích và nhiều phản hồi tích cực dành cho bài viết. Qua những bài viết này, chúng tôi hy vọng các bạn sẽ có thêm một góc nhìn mới về cuộc sống. Từ đó giúp các bạn có động lực vượt qua khó khăn và hình dung rõ con đường các bạn sẽ trải qua. Đồng thời, nếu các bạn thấy bài viết trên là hữu ích, thì nhờ các bạn hãy chia sẻ thêm cho bạn bè và người thân của mình. Ngoài ra như thường lệ, bởi vì giả thuật của YouTube ưu tiên cho video có nhiều chia sẻ. Nếu thích video này, nhờ các bạn nhấn vào nút biểu tượng cảm xúc, chia sẻ bài viết để giúp cho podcast của chúng ta có nhiều người biết hơn nữa. Xin cảm ơn sự quan tâm theo dõi của anh chị và các bạn. Chúc anh chị và các bạn một ngày mới bình yên.